Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia các hoạt động tại hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Thành phố Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án giao thông trọng điểm. Thị trấn Như Quỳnh cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch số 93A. Phát hiện các sản phẩm động thực vật có chứa chất cấm. Gia tăng số bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp RSV. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, tại thành phố Hà Nội diễn ra Hội nghị Hợp tác Việt Nam với Pháp lần thứ 12. Hôm nay, hội nghị tiếp tục với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Pháp. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tự và có bài phát biểu tại hội nghị. Tham gia diễn đàn có nhiều địa phương của Việt Nam, 12 địa phương của Pháp cùng đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp địa phương hai quốc gia. Với chủ đề kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh sản xuất giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và địa phương với địa phương. Tại diễn đàn, lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp hai nước thông tin khái quát về kết quả đạt được từ những liên kết giữa các địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy phát triển mở rộng hơn nữa, qua đó vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa làm cầu nối, tăng cường hơn nữa mối quan hệ tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Diễn đàn là nơi để các doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những vấn đề quan tâm, qua đó kết nối thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh, thúc đẩy cùng nhau phát triển. Diễn đàn cũng là nơi hai nước giới thiệu về môi trường đầu tư, định hướng chính sách thu hút đầu tư hai quốc gia, đồng thời là cơ hội để các địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của mình. Chúng tôi nhận thức rằng, ngoài vị trí địa lý, hạ tầng phát triển giao thông thuận lợi, nguồn lực sẵn có tại địa phương, chúng tôi đang rất cần sự hợp tác và huy động nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ châu Âu, trong đó có Pháp. Chúng tôi mời gọi và luôn chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Pháp đến tìm hiểu và đầu tư tại Hưng Yên để hướng đến mục tiêu phát triển tỉnh thành tỉnh công nghiệp xanh, phát triển bền vững. Hiện tại, trên toàn tỉnh có tổng số 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.500 ha. Trong đó có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Tỉnh luôn chú trọng đến việc thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án FDI sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hàm lượng chất xám cao và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, năm 2023, tỉnh Hưng Yên xác định ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch tỉnh, làm tiền đề triển khai các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội theo đúng quy hoạch, tăng cường huy động nguồn vốn toàn xã hội cho phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại dịch vụ, đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và đào tạo nghề. Trên cơ sở đó, một số sở ngành của tỉnh Hưng Yên cũng đã tham gia một số phiên hội thảo trong khuôn khổ hội nghị như hội thảo về đô thị bền vững, văn hóa di sản và du lịch, môi trường và xử lý nước thải và hội thảo thành phố thông minh. Qua cái hội thảo này thì cũng là cái hướng để chúng tôi sẽ tìm hiểu hay tiếp cận các cái mô hình hay là các cái công nghệ để mà xử lý cái nước thải mà nó đạt được cái hiệu quả với cái chi phí hợp lý, làm sao đấy để cải thiện môi trường của tỉnh. Thông qua cái hội thảo như ngày hôm nay đấy, thì với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa du lịch ở địa phương thì chúng tôi sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân tỉnh sẽ tìm hiểu đối với lại các cái đối tác ở bên Pháp để có những cái tham mưu để chúng ta phối hợp thực hiện cái công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Hưng Yên. Đến nay, đã có 33 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 24 địa phương của Pháp hợp tác với 55 dự án và thỏa thuận hợp tác cấp địa phương. Vừa qua, Thị ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện các chương trình đề án theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào tự chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng hai chương trình về phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao và xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.
6 đề án về công tác quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền trong thị xã đã xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chương trình đề án, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 76 triệu đồng. 5 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ thị xã duy trì giờ sinh hoạt toàn đảng bộ hàng quý. Thời gian tới, thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án phát triển công nghiệp đô thị, đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, mở rộng hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Năm 2023, thành phố Hưng Yên có tổng cộng 57 dự án có vốn đầu tư công. Trong số đó, lĩnh vực giao thông có 30 dự án. Hiện thành phố đang tập trung hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngay sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giữa tháng 11 năm 2022, dự án đường giao thông liên xã Phú Cường Hùng Cường có chiều dài gần 2,7 km, đoạn từ thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường đến đê bối xã Hùng Cường bắt đầu được triển khai thi công. Thời gian thi công 30 tháng, trong bối cảnh khan hiếm nguồn khoáng sản, giá vật liệu xây dựng tăng, đơn vị thi công vẫn nỗ lực tìm cách khắc phục để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, sau tròn 5 tháng, giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện ước đạt 35% hợp đồng. Giá vật liệu như về cát, đá, bây, cống rãnh sắt thép thì nó tăng tầm khoảng từ 30 đến 35%. Nhưng mà nhà thầu trong lúc thi công thì cố gắng hết sức để đảm bảo tiến độ thi công của công trình. Cũng là dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, dự án cải tạo nâng cấp đường phía Tây sông Điện Biên, đoạn từ đường Chùa Diều đến giáp cầu Đống Lương hết địa phận thành phố Hưng Yên có chiều dài hơn 2,8 km, tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là hơn 6,2 hectare với 169 thửa đất ở và đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường An Tảo và xã Bảo Khê. Quá trình giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn từ việc thẩm định nguồn gốc đất ở một số hộ không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất. Có hộ chưa hoàn thiện thủ tục thừa kế, chuyển nhượng để nhận tiền đền bù. Chính quyền xã Bảo Khê tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các thôn để giải thích vận động cho người dân hiểu, đồng thuận tự tháo dỡ bàn giao mặt bằng. Chúng tôi cũng tự tháo dỡ thôi, giải phóng mặt bằng để cho ta thi công. Tổng diện tích là 410 m². Thôn là có 13 hộ phải tháo dỡ nhà để trả lại cái mặt phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Thì chúng tôi tất cả cấp ủy đã đến vận động gặp gỡ trực tiếp 13 hộ đó. Thế sau khi đó là các hộ cũng nghe ra là nhất trí. Và khi đến nhất trí thì các hộ đã được nhận tiền. Chúng tôi đã tổ chức xét nguồn gốc đất xong tất cả 162 thửa. Trong đó thì đã có 127 thửa đã được Ủy ban thành phố phê duyệt phương án đền bù. Và chúng tôi đã cùng với cả ban quản lý dự án đã trả tiền nhân dân xong về cái đất nông nghiệp. Thì tới đây còn 35 thửa đất thổ cư thì đang chờ thành phố và tỉnh phê duyệt phương án đền bù. Thì chúng tôi sẽ phối hợp vận động nhân dân nhận nốt tiền để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngoài hai dự án trên, năm 2023, thành phố Hưng Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm như dự án xây dựng đường giao thông liên xã Hồng Nam, Liên Phương, Phương Triều, đoạn từ đường Lê Đình Kiên đến đường nối hai cao tốc, dự án xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đường từ Trung Mạnh Trinh đến khu nhà ở thương mại Phúc Hưng, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tập trung công tác giải phóng phần mặt bằng còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công. Đối với những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu cần huy động tối đa máy móc phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các dự án để đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ đời sống của người dân cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế phá dỡ 24 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chiếm đất do Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh quản lý tại thôn Minh Khai.
Trong đó có 6 trường hợp vi phạm chia đất nông nghiệp làm kho chứa hàng, lán xưởng sản xuất và 18 hộ chiếm đất do Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý để làm lán tạm. Tổng diện tích giải tỏa là trên 5.779 m². Trước khi cưỡng chế, Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh thông báo tuyên truyền vận động các hộ có vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Qua đó, đã có một số hộ chấp hành tự giác tháo dỡ phần mái và di chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm. Tuy nhiên, các hộ chưa thực hiện tháo dỡ triệt để với sự chỉ đạo quyết liệt của thị trấn Như Quỳnh đã hoàn thành việc cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần công trình đối với các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Hưng Yên đã triển khai được 2 đợt giám sát đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại 116 cơ sở. Kết quả có 21 mẫu sản phẩm động vật dương tính với hàn the, 11 mẫu thực vật dương tính với nitrat. Tại huyện Yên Mỹ, chợ Đồng Than phát hiện 3 mẫu thực phẩm là cải cúc thì là của bà Lê Thị Tuyết, cà tím của bà Chu Thị Nhâm dương tính nitrat. Chợ Tai Phạm của hàng bà Đỗ Thị Tuyết và bà Luyện Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Liên đều có giò chả chứa hàn the. Của hàng bà Đỗ Thị Luân có rau ngải cứu có nitrat. Tại huyện Kim Động, chợ Ngàng, sản phẩm mọc của bà Đỗ Thị Thúy dương tính với hàn the, rau cải cúc, rau ngổ của bà Trần Thị Sang có nitrat. Tại huyện Tiên Lữ, chợ Ba Hàng, hàng bà Lương Thị Hạnh có 2 sản phẩm là giò xúc xích. Chợ Xuôi, cửa hàng bà Nguyễn Thị Thoa có giò, giò bì chứa hàn the, cửa hàng của bà Thái Thị Hà, rau muống, xà lách có nitrat. Chợ Đậu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, cửa hàng bà Trần Thị Làn có sản phẩm mọc, có hàn the. Chợ Dầu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, hàng bà Bùi Thị Sáu có sản phẩm chả giò, bà Trần Thị Thúy có sản phẩm chả có hàn the, cửa hàng bà Nguyễn Thị Vẻ, rau muống có nitrat. Chợ Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, cửa hàng bà Nguyễn Thị Lý có chả mọc chứa hàn the, bà Lê Thị Hương có rau muống chứa nitrat. Chợ Xuân Quan, xã Xuân Quan, huyện Văn Tàng, cửa hàng ông Lê Xuân Hưởng có giò mọc, cửa hàng bà Lê Thị Thảo có giò chứa hàn the. Chợ Tân Phúc, huyện Ân Thi có cửa hàng bà Nguyễn Thị Hằng xúc xích có hàn the. Đoàn kiểm tra đã thông báo thực trạng sản xuất kinh doanh của các cơ sở và kết quả kiểm tra nhanh chất lượng mẫu sản phẩm ngay cho cơ sở kinh doanh và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đề nghị chính quyền địa phương thông báo kết quả mẫu sản phẩm trên hệ thống truyền thanh, thực hiện các biện pháp truy xuất nguồn gốc, xử lý cơ sở có mẫu vi phạm theo quy định. Sáng nay tại nhà văn hóa huyện Kim Động, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kim Động tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Tới dự có đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Kim Động. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Sách nhận thức đổi mới sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đồng thời khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống với phương thức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử, đưa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tạo ra những giá trị văn hóa đọc mới. Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 diễn ra các hoạt động với nội dung phong phú, sinh động, thiết thực như nói chuyện chuyên đề, giao lưu về sách và văn hóa đọc với tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cuộc thi vẽ tranh theo sách với chủ đề Cùng em đọc sách, tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, trao tặng sách cho các thư viện, tủ sách cơ sở, thư viện trường học tiêu biểu huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, từ nhà văn hóa cũ xuống cấp, sau khi được xã hội hóa, đến nay thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã có được không gian nhà văn hóa đọc cộng đồng khang trang với đa dạng các đầu sách, thúc đẩy phong trào đọc sách tại địa phương. Phóng sự nhân ngày Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 15 tháng 4. Sau khi tan học hoặc những ngày nghỉ, em Chu Thị Huyền Trang cùng các bạn lại đến địa điểm nhà văn hóa thôn Nhân Lý, nơi có không gian nhà văn hóa đọc để lựa chọn cho mình những cuốn sách và tác phẩm truyện tranh mà các em yêu thích. Bởi đối với các em, đây là không gian lý tưởng để các em được đọc, tìm hiểu, khám phá môi trường xung quanh thông qua vô vàn các đầu sách tại đây. Có nhiều loại sách về văn học lịch sử giúp con cải thiện việc học tốt hơn. Con thường xuyên đến đây đọc để giảm chi phí cho bố mẹ. Nhà văn hóa có rất nhiều các bộ truyện tranh và
rất nhiều cuốn sách để cho con học hỏi. Và những ngày cuối tuần con có thể rủ các bạn đến đây để mở rộng kiến thức của con về xã hội thay vì xem và chơi điện thoại. Cũng như bao người nông dân khác, bà Nguyễn Thị Pha ít có cơ hội để đọc sách. Bởi với bà, việc bỏ kinh phí ra mua hoặc đến các điểm để mượn sách là điều khó thực hiện. Nhưng nay, ngay tại nhà văn hóa thôn của mình, có đa dạng các loại sách, bà rất phấn khởi và thường xuyên cùng bà con đến để lựa chọn cho mình những cuốn sách phù hợp để đọc. Nhà sách đã tài trợ nhiều loại sách về thiếu nhi, rồi các người lớn tuổi, rồi các bài thuốc nam cũng có, thì nó rất là bổ ích. Dù mắt cũng kém nhưng mà cũng thích đọc sách để cho nó hiểu biết thêm nhiều cái mình không biết chứ, sao biết được. Với trên 4.000 đầu sách như lịch sử, văn hóa, chính trị, pháp luật, sách phát triển bản thân, sách thiếu nhi được bày biện ngăn nắp khoa học cùng với trang thiết bị đẹp hiện đại, không gian nhà văn hóa đọc cộng đồng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thôn, trong xã tới tìm đọc sách. Phụ nữ thì các chị thường xuyên đến đây để nghiên cứu tìm hiểu về những kiến thức về gia đình, nuôi dạy con cái. Thế rồi hội nông dân thì nghiên cứu về lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, đem lại cái kiến thức rất là tốt, đặc biệt là đối với các cháu học sinh. Thì ngoài cái giờ lên lớp ở trường thì các cháu thường xuyên xuống để đọc sách, nghiên cứu tìm hiểu những cái kiến thức lịch sử, khoa học, xã hội, nâng cao kiến thức. Mong rằng không gian văn hóa đọc kể trên sẽ ngày càng được lan tỏa, nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Yên Mỹ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, từ đó hình thành thói quen đọc và vận dụng những điều đọc trong sách, thắp sáng tình yêu sách ở mọi lứa tuổi. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hai môn thi còn lại trong bài thi tổng hợp kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Theo đó, ngoài môn tiếng Anh đã công bố trước đó bài thi tổng hợp gồm 3 môn tiếng Anh, vật lý và địa lý. Đây là hai môn được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn ngẫu nhiên và công bố sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học. Môn tiếng Anh chiếm tỷ lệ 40%, hai môn còn lại mỗi môn chiếm 30% đề thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi giáo viên tài giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non năm học 2022-2023. Thông qua hội nghị, đội ngũ giáo viên các trường mầm non trong toàn tỉnh được giao lưu học tập, trao đổi thêm kiến thức chuyên môn và phương pháp dạy học, đồng thời tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Với rất nhiều cố gắng, 34 trên 34 cô giáo đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi bậc học mầm non. Trong đó, tiết học âm nhạc, vận động theo tiết tấu chậm, bài hát Mùa hè đến của cô Trịnh Thị Dung, trường mầm non Tuổi Thần Tiên, thị xã Mỹ Hào, được ban giám khảo đánh giá xuất sắc ở cả hai phần thi, lý thuyết và thực hành. Giáo viên đã tích hợp tối đa các phương pháp của bộ môn cảm thụ âm nhạc, lấy trẻ làm trung tâm và ngôn ngữ truyền cảm, giúp học sinh hào hứng tới phút cuối cùng của tiết học. Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhi nhập viện với các bệnh lý đường hô hấp tại bệnh viện gia tăng đáng kể, nhất là các trường hợp do virus hợp bào hô hấp RSV gây nên. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tiếp nhận trên dưới 20 ca mắc viêm phổi do virus hợp bào hô hấp RSV. Các bệnh nhân rải rác đến từ các địa phương trong tỉnh và từ Thái Bình, Hà Nam sang. Số ca đang điều trị tại bệnh viện là 80 trẻ, trong đó gần 10% bị triệu chứng nặng, suy hô hấp, phải thở oxy, hỗ trợ. Đa số trẻ nhiễm virus RSV đều nhập viện trong tình trạng thở khò khè, sốt, một số trẻ diễn biến bệnh nhanh chóng. Anh của cháu đi lớp, thì là ở lớp có bạn chắc cũng ốm, thế là anh cháu ho thì về lên chơi với em. Thì là bé kiểu sức đề kháng nó kém ấy, thành ra là mấy hôm sau là thấy bé ho mấy tiếng, cháu sốt nhẹ và cảm giác là cháu bé nó mệt ấy. Thì là em cho đi test dương tính với virus RSV. Các bác sĩ cho biết, trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV hầu hết ở giai đoạn dưới 1 tuổi, nhiều nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số trẻ bị viêm phổi do virus hợp bào đường hô hấp RSV tăng cao hơn và có cả trường hợp trẻ 3 đến 4 tuổi vẫn mắc. Do lượng bệnh nhân tăng cao nhanh chóng đã gây quá tải giường bệnh ở khoa nội nhi 1, bệnh viện đã mở rộng khu điều trị, di chuyển bệnh nhi sang khu nhà rộng rãi hơn để đảm bảo không gian thông thoáng cho bệnh nhân.
Đối với cái bệnh RSV này thì các phụ huynh lưu ý là sẽ diễn biến rất nặng ở những tuổi dưới 6 tháng tuổi. Chính vì thế thì chúng ta không nên tự ý mua những cái thuốc theo các cái đơn có sẵn. Cái đấy vô hình chung thì sẽ có thể là không phù hợp với lại độ tuổi con, thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng phụ, những cái tác dụng phụ của thuốc rất nguy hiểm cho trẻ. Thời tiết bất thuận là điều kiện thuận lợi cho các loại virus gây viêm đường hô hấp phát triển thành dịch. Từ đầu tháng 4 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên đã tiếp nhận điều trị cho 190 trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa Hương Yên và Bệnh viện Đa khoa Hương Hà, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị do nhiễm loại virus này cũng tăng đáng kể.